Bạn có biết rằng da bạn có thể trở nên mềm và mượt như những cánh hoa, hay tươi sáng như ánh mặt trời, và cũng có thể trẻ trung và đầy sức sống như mùa xuân đang đến? Beauty Mask của Envy sẽ giúp bạn làm nên điều ấy. Đơn giản, chỉ cần làm theo 4 bước sau đây. Bước 1, rửa mặt thật sạch bằng nước ấm và cho kem Beauty Mask lên tay. Bước 2, nhẹ nhàng thoa Beauty Mask lên khắp gương mặt nhưng tránh vùng mắt và môi ra. Bước 3, chờ đợi từ 15 đến 20 phút để mặt nạ Beauty Mask khô lại. Bước 4, rửa sạch mặt nạ Beauty Mask trên mặt với nước ấm, rồi sau đó rửa mặt lại một lần nữa với nước lạnh để đóng lỗ chân lông, nhẹ nhàng lau khô mặt bằng khăn. Bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt của da mặt ngay lập tức. Beauty Mask của Envy có chứa các thành phần tự nhiên bao gồm ngọc trai, trà xanh và calcium. Calcium sẽ nuôi dưỡng và giúp cho da mặt của bạn trở nên khỏe mạnh và đàn hồi. Tinh chất trà xanh sẽ giúp cho da mặt của bạn chống đi sự lão hóa, nên da bạn sẽ sạch hơn, mịn hơn và mượt hơn. Và bột ngọc trai sẽ làm cho da bạn mềm hơn, tạo sự trẻ trung và giúp cho da mặt bạn sáng hơn. Beauty Mask của Envy cùng thiên nhiên giữ lấy nét thanh xuân cho làn da bạn.